mặc khẩu trang ra đi. Mặc váy là đúng cách rồi. Cầm mà đúng cách rồi. Mẹ sao mà ép vậy? À. Anh mượn đấy. Bây giờ biết đi thằng nào chưa? Qua là đúng không? Đúng rồi. Đạp chân biết chân phanh chân nào chưa? Ôi giời, từ từ sợ lắm. Không biết làm sao mà đi được. Biết chân phanh chân nào chưa? Phanh bên phải hay ra bên trái? Ủa sao anh biết sao đi được? Biết đi được không? Đi giỏi luôn. Bỏ khẩu trang ra. Quay ra để em lái. Lái xong. Hả? Em lấy cẩn thận. Đi uống đâu bây giờ say đấy. Anh đi học lớp. Quay mình đấy. Đấy, thầy giáo. Biết hả? Thầy giáo này nghe thầy. Ôi, đừng quay nữa. Quay nhiều view nhiều. Thế bây giờ có biết chân phanh chân nào chưa? Anh còn cười đi, không biết tại sao mà. Thế mà em lại được. Mặc váy này đúng cách rồi nhá. Em phải bỏ khẩu trang ra em mới lái được. Không phải khó thở. Bỏ ra. Quay lên nữa. Bỏ khẩu trang ra. Bỏ khẩu trang ra. Bỏ khẩu trang ra rồi mình dễ lái, không hề khó thở. Anh chỉ được cho em đi. Đi thẳng đi. Em thích đi đường nào em đi, đường đông mà em đi. Em phải đạp hai chân đi. Đạp hai chân dễ hơi là một chân. Thôi đạp hai chân đi. Không. Đạp một chân phanh một chân ga đi. Ai lái thế? Đi của Covid đi. Khó mấy ngày nay. Khó hai tuần nay. Em bỏ khẩu trang ra. Khó thở làm sao mà lái. Chỉ đường mới sao tắt cái gì nữa đi. Em phải bỏ khẩu trang ra đi. Chân trái để lên ga đi. Chân phải để lên phanh đi. Đi hai chân mà chết. Phanh bên phải, ga bên trái. Để lên đi, thầy dạy phải nghe. Tắt đi, tắt đi. Tắt làm chi? Đang nhiều người xem rồi. Em phải bỏ khẩu trang ra. Bỏ khẩu trang ra. Em cứ đâm thằng nào nó đi ngang tàng ở đường ấy, đâm vào đi nó. Có biết số lùi số nào chưa? Hả? Cái tay để vào đây. Cái tay kia để vào đây. Thế. Thầy dạy phải nghe. Anh sai rồi. Thầy cũng sai luôn. Chân để một chân gai phanh một chân ga đi. Để một chân phanh một chân ga đi. Nào nói chuyện tầm kín đi. Hả? Tắt lại chín đi. Đã nhiều view này tắt thì thật có lỗi với cả khán giả. Em bỏ khẩu trang ra. Em bỏ khẩu trang ra một phát thôi. Bỏ ra để chào các đi bạn. Đi đường nào thế này? Lên cầu à? Dễ. Cái đường nào đông mà đi. Đường nào
cho em có biết rẽ như nào không? Giảm ga đi. Anh chỉ đường đi. Giảm ga đi. Có cầu chứ nhở? Không, để đây. Say quá. Thầy say rồi, thầy đang bị nhầm lẫn. Rẽ đường nào? Thầy đang bị nhầm lẫn, cứ đi theo đường theo cái xe Camry đấy. Chứ bây giờ trò phải bỏ khẩu trang ra để thầy dạy tiếp nào. Nào, bỏ khẩu trang ra. Bỏ khẩu trang ra. Đúng giờ. Ta còn tập trung lại. Bỏ khẩu trang ra. Kệ nó, quan tâm làm gì. Cấp tay để em còn nhìn đường. Nhìn đi. Thằng chịu lái là chân chứ thì để đâu. Đèn chưa? Dư tránh. Cứ đâm một hít rồi nó phải tránh ấy. Trời, mới học lái xe mà phóng tí thế. Đi bình tĩnh thôi. Em đi học lái thầy em còn suốt ngày phải dậm phanh. Dậm mềm lái vừa thôi. Em ảo. Bướng quá. Trời ơi, lái gì? Lại câu view. Tôi đừng quay nữa. Quay đi. Có ai xem không quay. Bao nhiêu người xem rồi. Chân để đúng chỗ chưa? Bây giờ bật đèn này. Bây giờ trò phải bỏ khẩu trang ra để quay lại chim. Bỏ khẩu trang ra. Bỏ khẩu trang ra. Nhiễu quá, mệt. Rồi, nhiễu. Bỏ khẩu trang ra. Xem ở đây đúng không? Chưa. Đi đi. Cứ cãi thầy bảo rẽ đâu rẽ đấy chưa. Cứ đi lên đường nào đông rồi đi. Đùi như này thầy dạy chẳng được đâu nhá. Đùi cứ chẳng mất mồm này hả. À, mẫu lần được thả rồi đấy. Chồng nó yêu nó đấy. Quá số rồi. Nhưng mà trò mặc như này là thầy khó dạy lắm. Dạy đây đúng không? Đúng, nhưng mà trò mặc như này thầy khó dạy lắm. Tắt đi. Chồng bỏ cái tay vào đây. Bỏ cái tay vào đây. Bỏ cái chân vào đây. Yên nó nào, lái xe bây giờ anh buồn cười thế nhỉ? Nha, bỏ khẩu trang nha. Học lái xe mà chẳng bỏ khẩu trang này khó thở lắm. Khó thở khó đi. Đừng bỏ mẹ đi. Mẹ em đi ra đi. Đấy, lên 100 view rồi. Anh em chia sẻ mạch cho học trò xinh đẹp này này. Đây là của em tôi nhá. Anh em tôi không có chuyện sàm sỡ. Chỉ học trò sàm sỡ thầy thôi. Thầy không sàm sỡ học trò đâu. Cứ đâm bỏ mẹ đi. Đâm luôn. Cứ đâm bỏ mẹ đi. Ơ kìa.
thầy chỉ vào đông vào mẹ đâm phát rồi bắt đầu lại. Thôi bây giờ nhá, bây giờ quảng cáo kính. Bây giờ quảng cáo kính. Không gặp nhau, thôi gặp nhau lúc nào cũng phải mời. Kính xưa đấy. Anh em mua kính nhá, mua kính cho thầy dạy lái xe nhá. Thầy dạy lái xe của Khánh Dung. Giờ anh em mua cái kính này để cho thầy có động lực để dạy tiếp các em học giỏi. Thầy ngáo á. Thầy ngáo á, lì ra, không chịu được. Đấy. Kính Solex đẹp quá. Em mua đi nhá. Em mua kính nhá. Đây trên nữa. Trên nữa hả? Trên. Em mua kính nhá. Chỗ nào ta? Mua kính đi. Em mua kính đi. Đây rồi, đến rồi. Quá rồi. Quá rồi à? Đậu mẹ bên này đi. Vừa lộ đây. Đậu xe đâu? Đậu đậu được. Bây giờ lại quay trò. Bây giờ được xe đâu? Khóa chưa? Khóa rồi. Mẹ đổ đâu cũng được. Thế đang chán đời đấy. Bây giờ đổ đâu? Anh đừng đổ đâu. Đổ vào trong này cũng được. Đem vào đây. Thích đổ đâu đổ. Ừ, dễ đây cũng được. Em thích dễ đâu em dễ. Chỗ nào đông người em dễ. Đâm bỏ mẹ luôn. Đỉnh ở đâu nhỉ anh, nhà môn đấy. Đấy, chạy vào đây. Chạy vào đây. Đây gì? Đỗ xe đâu. Đấy. Đấy, đỗ sau vào xe kia kìa. Anh em chia sẻ mạnh cho học trò xinh đẹp nhá. Học trò này hơi bướng. Đấy. Quá được. Ôi. Lùi lại xem nào. Đúng rồi, lùi lại. Lùi lại thì lùi xuống đờ nhỉ? Không, lùi lại chữ D nhưng mà thôi cứ bảo lùi. Lùi lại chữ D. Thầy cái gì đấy? Lùi lại chữ D. Đây là siêu nghệ sĩ lái xe rồi, chữ R rồi chứ. R gì? Ờ. Lùi là chữ R hay sao ấy. Chả biết thầy quên rồi. Thầy say thầy quên rồi. Bẻ, bẻ hết lái bên phải đi. Như này nhỉ, như này đúng không? Đấy, lái xe quá giỏi. Cứ lùi thoải mái đi, lùi đi. Mới đâm bỏ mẹ xuống. Rồi, lùi đi, lùi hết đi, lại trả hết lái tay, tay trái. Đấy, lùi tiếp, lùi tiếp, lùi tiếp. Trả lái đi, được, được, được rồi. Rồi, thế thôi, bỏ đi mẹ đi. Đi dừng. Chân phải để hai chân nhá. Để hai chân. Không, một chân đấy, một chân đấy chứ bây giờ hai chân. Không, không, một chân ga, một chân phanh. Thôi xuống mới thế. Xuống, xuống, xuống. Đây nha, thầy trò chúng tôi chào các bạn nha. Đây là thầy Ba Duy nhá. Thầy Ba Duy. Chuyên dạy lái xe. Thôi đi xuống đây. Bây giờ là quảng cáo kính, quảng cáo kính. Mình xuống lấy chữ H nhá, anh em mua ủng hộ thầy nhá, thầy sẽ có quà tặng và sẽ có một buổi dạy miễn phí cho các anh em nào yêu thương quý mến. Anh ơi. À, anh em vào mua kính nhá, kính số lấy chữ H, quá đẹp luôn nhá, sản xuất năm 1956 nhá, mắt có logo rồi. Đấy, như cả đêm cả ngày luôn.